Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một khu nhà đồng bộ lên tới 200 căn, cực kỳ đẳng cấp tại trục đường chính Lê và Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một khu nhà vô cùng đẹp, vô cùng sang trọng. Hướng của căn nhà mình là hướng Bắc lệch hướng Tây Bắc nha anh chị, nằm giữa hai hướng luôn. Một căn nhà siêu đẹp, có thang máy, trệt lửng 4 lầu và đang được giao bán hơn 12 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng nha. Khu nhà này thì giá từ 8 tỷ 2 đến những căn nhà phố có thang máy trên 12 tỷ. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 10 mét, đường rất rộng, rất là thông thoáng luôn. Đường thông và có đèn đường, cây xanh, điện âm. Khu này thì Đông Tây Nam Bắc đều có nha. Đường rộng tới 10 mét. Hẻm 1 xẹt có trục đường chính Phan Huy Ích thuộc phường 12 Gò Vấp, sát bên với phường 15 Tân Bình. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh, bên trong thì có cửa cuốn nha. Căn nhà ngang 4m2, sâu vào 19m, thiết kế trệt lửng 4 lầu, có thang máy. Và có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng tắm, phòng xông hơi, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng chính Bắc, hơi lệch Tây Bắc một chút. Trên có đèn chùm thạch cao, đèn LED đầy đủ hết luôn. Thiết kế màu lửng xuôi về sau. Căn nhà rất đẹp, rất sang trọng. Gara đậu ô tô thì rất là dài, đậu thoải mái 2 xe hơi. Căn nhà có thang máy nha anh chị, trệt lửng 4 lầu, thang máy, 6 phòng ngủ. Và căn nhà mình nằm sát với mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, thuận tiện cho anh chị làm văn phòng công ty. Căn nhà này thì đang được chủ giao bán là 12 tỷ 700 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha. Phía trong phòng khách thì được làm dưới trệt, bếp thì được đưa lên tầng lửng nha anh chị. Đây thì có tặng lại sofa, có kệ tivi, máy lạnh, làm phòng máy lạnh luôn, có cửa kính cách âm. Và phía sau thì sẽ có giếng trời. Căn này thì có thang máy, là căn nhà giá mềm nhất khu, vị trí đẹp, giá mềm nhất khu nha anh chị. Giá có 12 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng. Nhiều căn phía trong kêu tới 13 tỷ rưỡi, 14 tỷ. Căn này kêu có 12 tỷ 700 thôi. Và giá vẫn còn thương lượng nha. Một căn nhà có thang máy, nằm sát trục đường chính Phan Huy Ích phía bên ngoài. Giá rẻ hợp lý rồi. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên nha. Căn này nằm ở sát mặt tiền đường, nằm phía ngoài. Đường trước nhà rộng tới 10m, con đường rất rộng, rất là thông thoáng luôn. Di chuyển lên không gian tầng lửng nha anh chị. Tầng lửng là lầu 1, trệt lửng và 4 lầu. Nếu mà tính là 5 phòng. Thang máy 450kg đi được 6 người nha. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem ngay căn nhà đẹp này nha. Đây, căn nhà rất rộng luôn. 4m2 sâu 19m. Đây sẽ là không gian phòng lửng làm phòng bếp. Nhà thiết kế mẫu lửng xuôi không ngược, bộ tủ bếp của An Cường, tặng bàn ăn 6 ghế, tặng tủ lạnh aqua 2 ngăn, máy hút khói, đầy đủ hết luôn. Hướng chính Bắc nha anh chị, hơi lệch Tây Bắc một chút, nằm giữa hai hướng Bắc Tây Bắc nha anh chị. Anh chị nào Tây Tứ Trạch chúng ta mua cũng được. Căn nhà vị trí rất là đẹp, nằm đầu khu phân lô, lên tới 200 căn. Và giá căn này thì giao có 12 tỷ 700 triệu thôi, giao rẻ hơn các căn kia tới 1 tỷ. Đây, có đèn chùm, thạch cao, đèn LED đầy đủ luôn. Đất ở đây cũng đã tới 7 tỷ rưỡi một đền rồi. Cầu thang được ốp đá kim sa trắng. Toàn bộ gỗ nhà mình sử dụng gỗ gò đỏ hết nha. Trừ tay vịn cầu thang đến cửa vào phòng ngủ toàn bộ là cửa gỗ đỏ. Nguyên khối, dày tầm 6-7 phân gì đấy. Cửa gỗ đỏ rất là đẹp nha. Được ốp sàn gạch giá gỗ và bố trí giường 1m8, tủ quần áo, kệ tivi của An Cường hết luôn. Nhà hướng chính Bắc nha chị. Có cửa nhôm xi pha ra ngoài xem cửa. Phu nội thất khoảng tầm 7-800 triệu đồng. Ban công đúc tầm 1m5, cửa nhôm xi pha. Và lan can là inox kính cường lực nha. Tặng hết nội thất trong nhà.
Giá bán của căn nhà mình chỉ có 12 tỷ 7 thôi và vẫn còn thương lượng. Vị trí đẹp, nằm ngay đầu khu, anh chị có thể kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty thoải mái luôn. Toilet sử dụng bồn cầu khối inox này, vách tắm kính và sân thuyền. Giá căn này là hợp lý nhất trong khu nhà mình nha, có thang máy, vị trí đẹp. Ở đây thì anh chị có thể vay ngân hàng lên tới tầm 8 tỷ nha anh chị. Ngân hàng giờ dao động lãi suất có 10 đến 10.5% thôi. Phòng số 2 này, chúng ta cũng có giường tủ, máy lạnh, toilet riêng. Căn nhà rất đẹp rồi, thì chờ anh chị đến mua thôi. Tặng full nội thất trong nhà. Lầu 1, 2 giống nhau nha anh chị. Đây, chúng ta cùng em lên lầu 2. Giống y đúc nha mọi người. Căn nhà thì rất đẹp, rất đẳng cấp. Phòng trước thì sử dụng giường mét 8. Cửa toàn bộ là cửa gỗ đỏ nguyên khối. Quý chị nào quan tâm đến căn nhà thang máy này, hãy alo trực tiếp về tem Hưng. Giá thì vẫn còn thương lượng, chúng ta thoải mái trả giá và chủ nhà ưng thì bán nha, không ưng thì đi xem nhà khác. Rất là dễ dàng luôn, nay mua nhà cực kỳ dễ. Lên trên lầu 2, chúng ta sẽ đến với phòng số 5 và khu vực phòng sông hơi. Nhà có tới 4 lầu, tính cả lửng lên 5 lầu. Nhưng mà tính ở ngoài miền Bắc là 6 tầng nha anh chị. Bên đây sẽ là không gian phòng sông hơi. Phòng sông hơi này thì chủ nhà có trồng cỏ, trồng cây cối và có để bồn tắm nằm ở đây. Có khu vực sông hơi khô, rất đẹp luôn, rất đẳng cấp nha. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, sân thượng trước sau. Một em siêu phẩm nhà thang máy cực kỳ đẹp, giá rẻ. Sân thượng trước thì chúng ta được trải thảm cỏ và ốp gạch, có trồng cây xanh, có chơi đèn. Trên thì làm mái nhựa sáng hết rồi, ốp làm khung bảo vệ, hai bên kín lên cao. Căn nhà giá bán có 12 tỷ 7 thôi và giá vẫn còn thương lượng nha. Quý anh chị nào có nhu cầu mua hãy alo ngay về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, thả nút like ủng hộ em nha. Hãy nhớ thả nút like ủng hộ em Hưng. Hưng sẽ cố gắng nỗ lực ra nhiều video nhà, nhiều khung giá cho anh chị xem. Đây là khu vực sân thượng sau nha. Sân thượng sau này có làm mái, làm khung sắt, bảo vệ đầy đủ. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.